Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Theo kế hoạch, tối nay, nữ ca sĩ Như Quỳnh sẽ biểu diễn tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chị không có mặt. Theo chia sẻ từ phía Như Quỳnh, nữ ca sĩ bất ngờ ngất xỉu trước đêm diễn khoảng 30 phút để đánh lỗi với hẹn khán giả. Như Quỳnh được biết đến là đưa đến bệnh viện điều trị. Từ chiều ngày 18 tháng 8, sức khỏe của Như Quỳnh đã có dấu hiệu bất thường, nữ ca sĩ bị nóng sốt kéo dài sau chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn không muốn biểu diễn để phục vụ khán giả. Như Quỳnh gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố này. Hiện tại sức khỏe của chị đã tiến triển tốt hơn nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi. Sau vài ngày tới, mọi kế hoạch của nữ ca sĩ đều phải tạm hoãn. Sau hơn 20 năm rời xa Việt Nam, nữ ca sĩ Như Quỳnh được chính thức cấp phép trở về biểu diễn, tham gia các hoạt động nghệ thuật từ năm 2018. Nữ ca sĩ chạy show khá tích cực, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò huấn luyện thần tượng Bororo 2018 và từng có live show lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người gần đây bất ngờ khi Như Quỳnh liên tục hát phô sai nhịp, ít ai biết nữ ca sĩ đã phải chống chọi với khối u trong não suốt hơn 10 năm qua. Những ngày gần đây, clip ghi lại sự cố ca sĩ Như Quỳnh tại một sân khấu ngoài trời khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Như Quỳnh giảm sút phong độ, dẫn đến nhiều ý kiến chỉ trích Như Quỳnh không tôn trọng khán giả khi thường xuyên diễn hát gần lời. Hát sai nhịp, hụt hơi, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho giọng ca đỉnh cao một thời không còn giữ được phong độ. Khi làm giám khảo tại thần tượng Bolero, dù ngại cố che giấu, khoảnh khắc miệng của cô bị giật một bên cho thấy Như Quỳnh gặp vấn đề về cơ mặt. Ít lần sau đó, theo thông tin Như Quỳnh ngất xỉu hay trước đó một biểu diễn, hình ảnh mạng xã hội khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tại hải ngoại cũng từng có thông tin Như Quỳnh ngất xỉu ngay khi đang quay hình ca khúc mới. Thông tin về sức khỏe của Như Quỳnh từng được tiết lộ trong một buổi livestream của Trần Thành. Vào tháng 6, nam ca sĩ MC xuất xa chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ mắc phải chứng bệnh động kinh. Trần Thành nói trên livestream, mỗi lần bị stress, tụt canxi, chị Quỳnh lại bị giật động kinh. Phải sử dụng thuốc nhiều nữa nên tội nghiệp chị lắm. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ thì chị hài sắc. Tôi đã gặp qua chị ở Mỹ rồi. Nhưng cờ tử vẫn chưa kịp buông tha cho Như Quỳnh. Khi mới đây cô lại tiếp tục gặp sự cố trên sân khấu. Đêm nhạc Như Quỳnh gặp sự cố sau tổ chức, âm thanh giàn dựng. Như vậy, nữ ca sĩ cho biết cô quan ngại mỗi khi tổ chức live show riêng. Tối nay giọng ca Người Tình Mùa Đông tổ chức đêm nhạc ở Đà Nẵng. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy tự tin hơn vì ekip có sự chuẩn bị kỹ càng. Như Quỳnh thể hiện bài hát quyền thuộc gắn liền với tên tuổi của chị như Nửa Vầng Trăng, Qua Cơn Mê, Vùng Lá Mê Bay, Hoa Trình Nữ, Duyên Phận, Thiên Đàng Ái Ân, Mộng Chiều Xuân, Câu Chuyện Đầu Năm và Tôi Cũng Yêu Em. Đặc biệt, Như Quỳnh còn thể hiện lại ca khúc Người Tình Mùa Đông, bản hit năm 2015 của mình với bản tỏa âm nhạc, mộc mạc nhưng sâu lắm. Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ cũng bất ngờ mực đoàn tần cổ tặng khán giả. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Ngọc Sơn, nam ca sĩ khuấy động sân khấu bằng cách nói chuyện hài hước. Những điều nhảy do mình sáng tác, anh còn thể hiện những ca khúc Bolero do mình sáng tác. Như Quỳnh và Ngọc Sơn kết hợp ăn ý với song ca, hai tác phẩm nổi tiếng Con Đường Xưa Em Đi và Cho Vừa Lòng Em. Trên sân khấu, Như Quỳnh cảm ơn sự ủng hộ của đàn anh dành cho mình từ khi trước khi biểu diễn, chị cũng chia sẻ lần đầu. Có tin đồn kết hôn với Ngọc Sơn từng xôn xao trước đây, tin đồn chúng tôi sắp cưới là không đúng. Tôi ngại tin này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm dành cho anh Ngọc Sơn, chị nói. Về phía Ngọc Sơn, anh cũng cho hay, Như Quỳnh đẹp, hát quá ngọt ngào, tôi rất thích, nhưng chúng tôi là anh em đồng nghiệp, không thể yêu được. Trước đó thông tin Như Quỳnh và Ngọc Sơn có mối quan hệ đặc biệt được trộn lên cuối năm 2018 khi giọng ca Tình Tra luôn nhiệt tình với các hoạt động của nữ ca sĩ hải ngoại kể từ khi chị về nước biểu diễn trở lại. Vào cuối tháng 10, hình ảnh Ngọc Sơn và Như Quỳnh tình tứ trong biệt thự của nam ca sĩ được chia sẻ khiến cư dân mạng xôn xao và hai sắp làm đám cưới. Ngọc Sơn tiết lộ về giọng ca Duyên Phận đến thăm nhà anh sau khi cả hai ngồi ghế nóng chương trình Thần Tượng Bolero. Khi đó Ngọc Sơn cho biết tình cảm đã dành cho Như Quỳnh 20 năm trước, hiện tại anh với cô chị là đồng nghiệp, anh em. Danh ca, Ngọc Sơn luôn thừa nhận nhiều tình cảm của khán giả và đồng nghiệp vì lối sống tình cảm và luôn nhận được tình cảm của người xung quanh. Chia sẻ về chuyện tình cảm trong bài phỏng vấn mới đây, danh ca Ngọc Sơn tâm sự về cuộc sống của bản thân ở tuổi tứ tuần và tình cảm dành cho học trò con nuôi.
Học trò con nuôi của tôi là những người có căn tu, trời thương nên ban cho tôi những người con, người học trò thông minh, có giá trị trong cuộc sống. Ví dụ như tiến sĩ trẻ Di Cường, hiện tại là giám đốc cho công ty của tôi, Cường là người đưa ra ý tưởng sáng lập công ty, và tôi là học trò muốn cộng tác với mọi người để đưa ra những sản phẩm phi lợi nhuận. Nghèo cho sạch, sắc cho thơm. Tiền đi hát của tôi và các con sẽ phụ công ty để làm việc suốt cho đời đời. Tri ân bất cần báo, giúp được cho đời người bao nhiêu là tôi vui lắm. Đó là chia sẻ thật sự của tôi. Người ta nói xài tiền bao nhiêu cũng hết mà tôi có xài gì, bao nhiêu tôi toàn ăn rau uống nước lọc. Tôi sẽ cho đi mãi mãi, tôi nợ đại gia đình là tài sản vô giá, khủng khiếp lắm. Học trò và các con của tôi đều hiểu, nên mọi người đều sùng hòa, yêu thương lẫn nhau, chứ không sân si hơn thua. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.